Rồi chúng ta làm một câu được trích trong đề thi vào lớp 10 chuyên hóa tại Quảng Trị 2020-2021. Đây như sau. Hãy nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra khi tiến hành trong các thí nghiệm sau. A. Cho một mẫu kim loại natri vào FeSL3. Cái này thì không khó đâu ha. Chắc chắn các bạn làm được. Làm được không Trọng ơi? Dạ được thầy. Hiện tượng là gì em? Dạ ra NaCl với NaOH cộng hydro. Dưới này. Cái này tạo ra NaCl cộng cho gì? NaCl cộng FeOH3. Rồi xong. Cái B, hiện tượng đây là nó sinh ra khí không màu không mùi và tạo ra cái tông màu nâu đỏ. Tiếp B. Cho axit acetic vào dung dịch thằng này. Dương. Dương đâu? Biết làm không Dương? Dạ là CH3COONa Cộng cho cộng cho HCO3. H2SiO3. Rồi, hiện tượng là gì em ơi? H2SiO3 là gì? Dạ là axit. Nó kết tủa hay là chất chất khí em? H2SiO3 là chất kết tủa hay là chất khí em? Là chắc cái tuổi Màu gì? màu vàng Sai. màu trắng. Màu trắng hả? Màu trắng keo. Đó. Cái tủa này thì nó không tan trong axit đâu ha. Rồi em ơi.